Sáng nay ngày 19 tháng 2, ba mẹ cầu thủ Huỳnh Như cùng các phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, đơn vị tổ chức giải thưởng quả bóng vàng Việt Nam đã có mặt rất sớm tại sân bay Tân Sơn Nhất để đón Huỳnh Như, tiền đạo đang thuộc biên chế Lens FC, về nước tham dự gala trao giải quả bóng vàng Việt Nam 2022. Ngay khi nhìn thấy Huỳnh Như trở về, ông Huỳnh Thanh Liêm và bà Lê Thị Lài, ba mẹ nữ cầu thủ đã bật khóc, vỡ òa cảm xúc khi được gặp lại con gái. Sau nửa năm, Huỳnh Như xa quê hương thi đấu tại Bồ Đào Nha. Từ Đức trở về đây. Đáp xuống đây thì cái cảm giác đầu tiên như là như nghĩ đến cha mẹ. Như biết là cha mẹ đang đợi ngoài này và như tranh thủ là nhanh nhất có thể để như ra ngoài này. Như cũng hơi bất ngờ, như không nghĩ là đông mấy anh em vậy. Như cũng cảm ơn tất cả mọi người đã dành tình cảm cho Như. Khi mà nhận được lời mời từ báo Sài Gòn Giải Phóng thì Như cảm thấy rất là vui và cũng như là rất là vinh dự khi mà một lần nữa mình được tham dự vào cái chương trình Gala Quả Bóng Vàng Việt Nam. Đây là một chương trình để mà tôn vinh các cầu thủ xuất sắc, nên Như nghĩ là đối với Như thì giải thưởng này là một trong những giấc mơ của các cầu thủ Việt Nam. Như nghĩ năm nay thì rất là hấp dẫn bởi vì rất là nhiều cầu thủ mà cũng như những người đồng đội của Như cũng năm nay cũng đã thể hiện rất là tốt. Và Như mong là đêm gala sẽ có nhiều điều thú vị. Không riêng về huấn luyện viên trưởng mà kể cả cả câu lạc bộ Lan, khi mà nhận được cái lời mời từ báo Sài Gòn Giải Phóng mời Như về dự cho thì họ đều rất sẵn sàng để cho Như trở về tham gia chương trình dự quả bóng vàng này. Họ cũng biết đây là một trong những giải thưởng rất là cao quý của báo Sài Gòn Giải Phóng cũng như là của đất nước Việt Nam dành cho môn bóng đá. Riêng đối với bản thân Như thì Như cũng rất là vinh dự khi mà lần này được trở về và tham dự cái chương trình này. Sau khi một khoảng thời gian mà Như trải nghiệm ở đó thì Như thấy là các cầu thủ nữ của Bồ Đào Nha họ có kỹ thuật cũng như là thể hình, họ dùng sức mạnh rất là nhiều và cái đó là cái điều khó khăn đối với đội tuyển Việt Nam mình. Và trận đấu gần nhất của đội tuyển Bồ Đào Nha với New Zealand thì họ thắng chủ nhà tới 5-0. Và đó là một cái kết quả biết nói và Như nghĩ là đội tuyển Việt Nam sẽ cần phải tập trung để mà tập luyện để mà đến với cái giải đấu tốt hơn. Mặc dù là mình không biết là đối thủ của mình là Cameroon hay là Bồ Đào Nha, nhưng mà mọi sự chuẩn bị nó đều không thừa. Đó là một trải nghiệm mà Như cảm thấy là vô cùng tuyệt vời đối với Như. Như cũng chưa cho đó là thật sự là thành công bởi vì nó cũng còn nhiều điều mà Như phải học hỏi nữa, nên Như sẽ tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này mà để mà vui vẻ bên gia đình và Như sẽ trở lại để mà cố gắng tập luyện nhiều hơn. Hẹn các bạn tại gala trao giải quả bóng vàng Việt Nam 2022. Ông Huỳnh Thanh Liêm, ba Huỳnh Như cho biết, ông và vợ đi chuyến xe 3 giờ sáng từ Trà Vinh lên thành phố Hồ Chí Minh đón con gái. Dịp này, cả nhà sẽ cùng nấu những món ăn ngày Tết cho Huỳnh Như, bù lại dịp Tết Nguyên Đán vừa rồi, cô không kịp về nhà. Huỳnh Như đang có mặt trong top 5 cầu thủ có nhiều phiếu nhất ở hạng mục quả bóng vàng nữ, cùng với Bích Thùy, Kim Thanh, Tuyết Dung và Thùy Trang. Gala trao giải quả bóng vàng Việt Nam 2022 sẽ diễn ra vào tối ngày 25 tháng 2 tại nhà hát Bến Thành. Các cầu thủ và gia đình được mời vào tham dự sẽ được bố trí nghỉ ở khách sạn Red Sài Gòn. Bye bye.